Từ khi mà cái lá thăm mà bốc trúng là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bồ Đào Nha chung một bảng á, thì thật sự là khi mà em đá bên Bồ Đào Nha thì một bầu không khí rất là thú vị, và hầu như là mọi người cứ nhìn em và gặp em nói là chuyến này là giống như là đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ thi đấu với Việt Nam á, nhưng mà Như đừng cứ ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha. Nói nếu mà Như ghi bàn, các bạn chỉ nói đùa thôi, nhưng mà khi mà nếu mà Như ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha thì là mùa giải năm sau là mọi người không có cho Như quay lại nữa. Nhưng không biết nói đùa hay nói thật, em không biết nữa. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chờ đợi cơ hội giành điểm số và ghi bàn thắng lịch sử tại World Cup 2023 trong trận gặp Bồ Đào Nha lúc 14:30 ngày 27 tháng 7. So với các đối thủ cùng bảng E như Mỹ hay Hà Lan, Bồ Đào Nha là đối thủ khá dĩ nhất để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nghĩ đến bất ngờ. Đang khoác áo câu lạc bộ nữ Lanh thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, hầu như được chờ đợi bởi hiểu biết sâu rộng về đối thủ. Tôi ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha thì thật sự tôi cảm thấy thật sự điều đó thì rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì một khoảng thời gian ở bên đó thì tôi cũng quen được rất là nhiều người bạn Bồ Đào Nha, và mặc dù là có những người bạn nói là không nói những câu nói đùa như vậy, nhưng mà tôi vẫn muốn có được bàn thắng để mà tạo được một cái gọi là cái niềm vui và cái sự hứng khởi cho những người bạn của tôi ở Bồ Đào Nha, và tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để mà thi đấu ở trận đấu ngày mai. Huỳnh Như đã có một năm xuất ngoại rất thành công tại câu lạc bộ nữ Lanh và được cho là sẽ tiếp tục gắn bó tại đây trong thời gian tới. Những kinh nghiệm tại Bồ Đào Nha cũng phần nào giúp cô biết được về điểm mạnh, điểm yếu của đại diện châu Âu. Mặc dù không có đồng đội nào ở câu lạc bộ nữ Lanh được gọi tham dự World Cup 2023, nhưng Huỳnh Như cũng hiểu khá rõ những nhân tố đặc biệt có thể tạo nên đột biến của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Em nghĩ đó là số 10 Jessica của Benfica. Cô ấy thì là một ngôi sao của Bồ Đào Nha và cô ấy cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mọi người thấy thì sau qua trận đấu đầu tiên thì cô ấy là một cầu thủ rất là nhanh nhẹn và rất là kỹ thuật. Và trận đấu tới đây thì mình cũng sẽ, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ rất là chú ý đến cầu thủ này. Đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng thi đấu với đầy đủ lực lượng cho trận gặp Bồ Đào Nha. Tất cả người hâm mộ đều đang mong chờ một màn trình diễn quả cảm nữa của các nữ tuyển thủ do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt.